Chả hoa vàng nha. Hôm nay là 30 tháng 8 năm 2019. Đây, hôm nay được 7 em lao liền lúc các bạn. Nói chung là không kịp làm video cho các bác xem nữa. Đấy thì bắt đầu miền Bắc bắt đầu có hú rồi. Hôm nay hai anh em tôi đi đánh. Cứ là cho túi gì kia. Chiếc tài nữa. Mở ra, mở túi ra anh cho. Đây 7 con các bạn. Đây hai anh em chúng tôi đi đánh rồi. Con này không kịp quay video cho các bác xem nữa. Vì nó lao nhanh quá. Các bạn. Hôm nay hai anh em đi đánh được 7 con. Hôm qua được có 6 con rồi các bạn. Hôm qua thì mỗi mình em đi đánh. Thằng cu em hôm qua nó lại bận ở nhà hàng họ các thứ để chuẩn bị cho các bác ngày hôm nay. Đấy. Thì hôm nay đấy các bác thấy cách của em cũng hiệu quả phết đấy. Chẳng biết bác nào có dùng cách như thế không? Thì cũng chia sẻ với anh em video hôm qua rồi. Thì anh em mình đánh buổi sáng này, thực ra anh em mình tầm khoảng 4 giờ dậy, tắt tiếng đi tầm khoảng 15-20 phút, xong bắt đầu là bật tiếng lên, bật vừa thôi, thì để cho con chim nó lao đảo tiếng đi thôi. Mình không dùng tiếng cũ nữa. Bãi em thực ra nó cũng xấu lắm các bạn, không đẹp đâu. Đây này, nó mắc bụi tre to này. Một hàng cây đây, toàn hàng cây to hết. Đây có mỗi vườn bưởi đây thôi. Đây, cây nhãn đây. Đấy, một hàng đây là toàn nhãn hết các bạn. Một hàng dài này toàn nhãn hết. Chim nó sẽ tụ ở chỗ hàng nhãn này. Hoặc là nó lên đồi kia, chủ yếu nó lên đồi như nhiều kìa. Đấy, đằng sau lưng lưới của em là đồi. Khổ lắm, đánh bãi của em thì nó cách nhà tầm khoảng 3-40 mét thôi. Nên hai cái loa ở lưới thì em không mở được to. Đến sáng thì mới được mở to. Đấy. Thì cho dân họ đỡ nói mà. Còn em gọi thì lại em lại cho ra bờ sông đây các bác này. Đây là toàn bộ em là bờ sông hết. Cho ra bờ sông đây. Em gọi ngoài bờ sông này, hai loa ngoài bờ sông này em mở tương đối là to. Đấy, để gọi con chim về. Thì tầm khoảng 3 giờ em đã dậy em tắt loa ở ngoài bờ sông này rồi. Thì con chim nó cũng dồn về gần gần rồi. Thì mình lại nhích con loa kia lên. Nhích hai con loa ở kia lên thì là ok. Xong đến 4 giờ là đổi tiếng thôi, là chờ chim lao. Bãi của em thì cứ 5 giờ 15 lao. Lao đến 5 giờ 30 là hết. Thường thường là thế. Còn em thì lại đánh xa nhà, đâm ra không đánh được ngày. Nhiều bác đánh gần nhà thì đánh được ngày thì rất ok. Nói chung là tỷ lệ ngày, tỷ lệ đêm nó cũng gần như nhau các bạn. Ví dụ ngày 8 con, đêm cố gắng ngày đêm 8 con thì ngày cố gắng 4-5 con, 5-6 con tùy từng chỗ. Nói chung cái này thì mình không thể nói được. Bởi vì chim trời cá nước mà, mình có bắt nó vào lưới được đâu. Mình chỉ lừa nó thôi. Đây em quay ra tận bãi chỗ em quay cho các bác xem. Còn em thì em vẫn đánh tiếng hú người trước mà. Dùng bản 288 được, 663 cũng được mà các bác. Nói chung là em cứ đánh lung tung. Không, nói chung con hú này chủ yếu là cái bãi nó phải đẹp thôi các bạn. Bãi nó đẹp thì rất chi là ok, còn bãi nó xấu thì con đánh tiếng rời nó cũng chẳng lao. Được cái em đánh ở đây thì lại không ai đánh cạnh tranh. Còn ở bãi của ông già em thì 6 người đánh thôi. Ông già em ở trên đỉnh đồi. Chẳng biết hôm nay có được chim không, em chưa điện. Đây em đánh một cánh dài này 120 m. Đây còn một cánh trong này nữa. Cho trốn một cánh trong này các bạn. Đấy. Trốn một cánh đây nữa này các bạn. Đấy. Cánh này đâm, nó đâm nhiều phết đấy. Lưới này hơi trùng, bị hơi trùng rồi các bạn. Chưa kéo căng lên được. Phải thay cọc kia cho nó cao lên tí. Nói chung là đánh nó vẫn ok. Nhưng mà đánh con chim đêm này đúng là đam mê không bỏ được các bạn. Bác nào chưa chơi thì không nên chơi. Chơi là mất hết việc. Bỏ công bỏ việc đi đấy các bạn.
Em lưới này thực ra của em là 2 năm rồi, năm nay năm thứ 2 rồi. Vụ tháng 8 năm trước em đánh một chập, vụ tháng 3 đánh chập, đến bây giờ đánh chập nữa. Chắc là nó bạc rồi, bạc trắng rồi các bạn, hơi trắng trắng rồi. Nói chung là vẫn đánh ok, lưới nó vẫn còn ngon thì mình vẫn dùng ok. Sợi cước nó vẫn cực chắc luôn các bạn nhìn nhá. Các thấy không? Bành lún thịt tay vẫn chưa đứt, nói chung là vẫn ok, vẫn đánh được. Trừ khi bành nhẹ cái nó nổ thì thôi, anh em bỏ mua lưới mới. Thôi, xin chào toàn thể các bác nhá. Kết thúc buổi ngày hôm nay được 7 em, hôm qua 6 em, hôm nay 7. Xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video lần sau. Bác nào cần hỏi gì cứ để comment dưới video nhá, em sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bác. Em biết gì nói đấy thôi, chứ em cũng không vượt mặt các bác, không dạy đời các bác. Các bác nào cần gì cứ bảo em. Còn bác nào biết có cái gì hay hơn thì có thể chia sẻ cho anh em, để anh em biết thêm, để đánh con chim nó hiệu quả, anh em cùng cảnh nằm đồng mà. Chứ vất vả lắm, đánh con chim bây giờ cũng vất vả lắm các bạn. Người đánh gì đâu, chim thì không có mấy. Thôi em về xem bãi rẽ run nào. Đánh bãi rẽ run gần nhà chẳng ai xem. Thôi xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video lần sau nhá.